Cho hỏi là trong quá trình nuôi tôm, con giống, nước, oxy, thức ăn, thuốc, chăm sóc thì cái nào là quan trọng nhất? Xin thầy chỉ dẫn giúp em. Dạ em xin cảm ơn thầy, chúc thầy thật nhiều sức khỏe ạ. Đây là câu hỏi từ anh Nam ạ. Em xin mời thầy. Tôi có thể trả lời như thế này. Đối với quy trình nuôi tôm thì vấn đề nào cũng quan trọng. Để được nói cái nào là quan trọng nhất, cái nào là quan trọng vừa. Nhà chúng ta phải làm là nó có quy trình nuôi tôm. Nhiều lúc tôi cũng nói trên đài truyền hình, trên báo, ta gọi là quy tắc mảnh tay 5 ngón. Ngón nào phải cần, đừng nói mà ngón nào không cần. Nhưng dĩ nhiên, con giống, chúng ta gọi là đầu tiên muốn nuôi được tôm thì con giống là thứ hai, nhưng mà cái đầu tiên là cái ao nuôi của mình. Cái ao nuôi của mình đã đảm bảo cho đúng quy trình chưa? Người ta phải là tẩy dọn ao hồ như thế nào, nó có quy trình của tổng cục thủy sản đã ghi là nếu mà anh không làm được cái đấy thì con giống tốt đầu tư thảm chết. Thì cái bước này thì tôi có thể nói là cái quy trình ao nuôi rất là cái dọn ao đầu tiên là tôi hay nói vui là có 8 từ 4 ý là tháo cạn, vét bùn, phơi khô, khử trùng. Thì sau vụ nuôi thì chúng ta nuôi là bùn ao nó sẽ xuống rất là nhiều thức ăn thừa và phân tôm thì chúng ta phải hót bỏ đi. Thứ hai là chỉ để lại và phơi khô. Chúng ta vét bùn, tức là vét cái từ hay là trong Nam gọi là vét sình để đưa lên nếu mà ao đất. Nhưng mà nếu ao bạt thì lại phải dứt khoát là phải rửa sạch kẽ thôi, chứ không cần phải nói phải làm, tức là phải có máy xịt rửa sạch sẽ cái đấy ao đấy. Thế sau đó anh phải phơi khô. Phơi khô là rất đơn giản là gì? Đối với cái ao đất thì phơi khô là khí trong lành nó sẽ xuống dưới cái ao và khí độc sẽ bay lên. Đấy, xong là bắt đầu là tháo nước khử trùng. Nước là phải đưa vào là phải khử trùng rất tốt, xong gây mầm. Đấy là cái điều quan trọng số 1. Nếu anh không làm được anh thả tôm giống, tôm giống tốt đến đâu cũng không được. Sau 2 đến con giống thì tôi cần phải chú ý thế này. Chú ý ta con giống là phải rõ được nguồn gốc giống đấy đâu và không đã được kiểm soát các loại bệnh mà tổng cục thủy sản và cục thi đã đưa ra. Ví dụ là con tôm không có bệnh hoại tử gan tụy cấp, không có bệnh đốm trắng, không có bệnh vi bào tử, vân vân, đấy một số những cái bệnh quan trọng. Thế sau rồi đến thứ ba mới là đến thức ăn. Thức ăn là phải chọn thức ăn như thế nào cho mùa vụ nào, cho đợt, nó có từng đợt một. Đầu tiên là ươm con giống thì về thức ăn nào nó có theo hệ số, theo số thức ăn. Thứ 4 là môi trường. Môi trường trong quá trình nuôi không phải chúng ta dọn đầu tiên, mà môi trường chúng ta phải làm sạch môi trường thường xuyên, tức là gọi là chúng tôi hay nói là định kỳ. Thì hiện nay nuôi công nghệ nuôi tôm bằng bằng chế phẩm vi sinh, hay nhiều lúc cũng người nói ra là nuôi tôm biflox, nhưng mà dùng chế phẩm vi sinh thì là nói thế là dễ hiểu, còn biflox thì nó là để tạo hạt để ra thức ăn, nhưng mà nó chế phẩm vi sinh để làm sạch môi trường và phân hủy. Thứ 4 là mới phòng bệnh, thứ 5 mới là phòng bệnh. Phòng bệnh thì chúng ta thì ngay đầu tiên mà chúng ta đã chọn con giống tốt rồi, cho thức ăn tốt rồi thì chúng ta chỉ phòng bệnh. Hiện nay tôi khuyên mọi người phòng bệnh đầu tiên là phải có đầy đủ các chất khoáng mà diệt được vi khuẩn, mà vừa tập đoàn Omit cũng đã nói những cái chất đó là cái chất cực kỳ quan trọng, vì nó là thảo dược trên bờ hoặc dưới nước tảo thì cái mấy con tôm nó ăn là nó không có kháng được, và những con vi khuẩn này không kháng được với những cái thuốc thảo dược này. Đấy là cho ăn dạng thế. Thế còn tôm mà chúng ta cho ăn là thêm một cái gì nữa, ăn vitamin, ăn khoáng vi lượng. Đấy, khoáng vi lượng hay là ta gọi là chúng ta cứ nói là khoáng vi lượng đa cấp, cao cấp, xin lỗi không phải đa cấp, khoáng vi lượng cao cấp. Đấy, là phải có đầy đủ thành phần để cho tôm ăn và vitamin thì tôi thấy là tập đoàn Omit đã có một số các cái sản phẩm mà cho ăn đấy là 5 cái vấn đề mà tôi nói là chúng tôi cứ nói là quy trình bàn tay 5 ngón. Đầu tiên là phải ao
dọn tẩy ao sạch sẽ, thứ hai là con giống, thứ ba là thức ăn, thứ bốn là quản lý môi trường, thứ năm là vậy. Đấy, nếu nói dài ra tôi nói cả ngày cũng không thể hết được cái này. Nhưng mà thôi anh, tôi nói ta tắt thêm một nhớ. Mà muốn nhớ quy trình này thì anh dở lại cái tổng cái quy trình của tổng thủy sản. Nào, còn có vấn đề gì hỏi nữa không? Dạ, em xin cảm ơn thầy ạ. Sau đây em sẽ quay là một câu hỏi dành cho thầy Tề ạ. Thầy Tề ơi, câu hỏi này đến từ anh Đỗ Vương. Thì anh có hỏi là ủ chế phẩm vi sinh nên thực hiện kỵ khí hoặc là hiếu khí, dùng nước ngọt hay là nước có cùng độ mặn với ao nuôi tôm ạ? Xin chào khán giả. Chúng ta muốn ủ chế phẩm vi sinh thì có rất nhiều cách, nhưng mà chúng ta cái đấy là lấy ngay cái chế phẩm vi sinh thường là tốt ấy, thì người ta có thể lấy ngay nước ao mà đang để nuôi cũng được. Nhưng không, tốt nhất mà có những loại chế phẩm thì nó không phát triển được ở được quá mặn. Thí dụ quá mặn nó là trên 30 mấy phần ngàn thì chế phẩm vi sinh chúng cũng không hoạt động được. Nên tốt nhất là chúng ta ủ chế phẩm bằng cái nước và nó khoảng dưới 10 phần ngàn đến 5 phần ngàn là được rồi. Còn không ủ nước ngọt vẫn được, vì làm chế phẩm vi sinh, một số chế phẩm vi sinh vẫn có thể làm ở trong nước ngọt và trong nước mặn. Nhưng nước mặn quá thì cái chế phẩm vi sinh nó sẽ vi khuẩn nó, nếu nước mặn quá thì sẽ hoạt động rất là ít. Nên mà như này, trong chế phẩm vi sinh mà điều bí quyết quan trọng nhất là có khoáng, cho thêm khoáng vào. Chúng tôi đã thử nghiệm nghiên cứu sinh thử nghiệm có thể là tăng tới 1.000 lần nếu chúng ta cho khoáng vào. Nếu không cho khoáng dĩ nhiên là phải khoáng vi lượng chất lượng tốt. Thí dụ có rất nhiều khoáng, thế như cái Nevotoc của nhập từ Đức về rất tốt, cho xuống có thể tăng lên gấp 1.000 lần vi khuẩn nó phát triển. Đấy là ủ cho thêm, và dĩ nhiên là phải có các cái nguyên liệu của nó là mật dì đường để cho vi khuẩn nó, không phải là nhiều người cứ bảo cứ ủ vào nơi nước ao mà cho vào nó sẽ không sinh ra. Mật dì đường là thức ăn cho vi mật dì đường nhé. Và cái khoáng vi lượng là kích thích, chỉ cần cái đấy thôi. Cũng có người bảo thôi đổ thêm vitamin không cần thiết. Tôi cũng nói nhân dân anh em cũng bảo đổ vitamin vào cái đấy không cần thiết. Thế còn ủ thì nó tùy trong loại, có loại là vi khuẩn là hiếm khí, mà các vị vừa mới xem đấy, cái chỗ sôi ngục là không phải có cái sùng khí gì cả, mà vi khuẩn nó tự hiếm khí. Cái vi khuẩn đó thì tuyệt vời cho làm sạch đáy ao. Đấy, vứt xuống ao cái nào là làm sạch đáy ao. Và đó ra thầy chở như này, cái độ mặn hiện nay cái vi khuẩn thì nó phải tùy theo cái độ mặn là vi khuẩn chịu được độ mặn bao nhiêu. Người ta thường ở trong ví dụ cái vi khuẩn như lấy tôi nói là độ mặn là bình thường là cho nó vào khoảng dưới 10 phần ngàn thì phát triển rất mạnh. Sau rồi vi khuẩn nếu mình đưa ra cái độ mặn cao thì không có vấn đề gì. Nên là ủ bằng dĩ nhiên là cho thêm, tôi gọi là cho thêm muối vào khoáng vi lượng thì đấy là cái tốt. Thế còn ủ thì không cần phải, đã là vi khuẩn hiếm khí tùy tiện thì có sụp khí cũng được, không có sụp khí cũng được. Nên chúng tôi đã ghi trong đó là hiếm khí tùy tiện, tức là có sụp khí. Nhưng nếu hiếm khí hoàn toàn mà nó vẫn phát triển thì là đấy là vi khuẩn tuyệt vời. Chúng ta cần phải nói thôi, đối với nông dân nuôi tôm nuôi cá chúng ta cần thế. Còn dĩ nhiên là chúng tôi phải đo xem mà nó cần phải hiếm khí bao nhiêu như thế nào, đấy là trong phòng thí nghiệm thì chúng ta phải làm như thế bằng mắt thường chúng ta nhìn thấy đấy. Thế là được. Tức là ủ cái này thường ủ mật dì đường thì ít nhất cũng phải được 10 cho đến 24 tiếng, ít nhất là phải 10 tiếng và đến 24 tiếng. Nhưng để lâu quá thì lại không phải là con vi khuẩn nào nó cũng sống được. Không phải mà vi khuẩn nhiều lúc cũng nói, nhưng mà chúng ta cứ dùng khoảng 24 tiếng sau là chúng ta dùng dần cho đấy là cái cách ủ. Nên là chúng tôi cứ nói đùa cái chế phẩm vi sinh này tôi dùng thì ngon lành, nhưng các vị dùng chưa chắc đã ngon. Tức là thầy thuốc mát tay, tôi nói theo cái giọng của các cụ ngày xưa đấy, thầy thuốc mát tay. Tôi dùng thuốc thì được, cũng như mấy cái thuốc của Onyx ấy thì phải sử dụng đúng liều, đúng vị trí, đúng thời gian thì nó tự nhiên nó tốt. Còn cái gì cứ bảo thấy thuốc là tốt, cứ cho dùng đại được không? Thì qua chuyện này tôi xin có một số ý kiến nữa. Thế còn ý kiến gì nữa không nào? Có ai thắc mắc gì nữa chưa được thì tôi trả lời đã. Dạ, em xin trả lời phần em xin cảm ơn phần trả lời tiếp theo dành cho thầy Tề. Câu hỏi này đến từ anh Tung Vũ ạ. Em chào thầy,
Cho em hỏi, kháng sinh tự nhiên dùng nhiều có hiện tượng bị kháng kháng sinh không ạ? Em cảm ơn, chúc thầy nhiều sức khỏe. Xin chào khán giả. Thật sự đây này, chúng ta nó có bây giờ chúng ta phải định nghĩa, vì hôm nay nó rất là thời gian hôm qua, kháng sinh tổng hợp đấy, thì nó lại khác. Kháng sinh tự nhiên, kháng sinh tự nhiên thì gồm có kháng sinh tự nhiên tức là kháng sinh thảo dược đấy. Chỉ có kháng sinh thảo dược, và ngay kể cả trong một số các cái động vật cũng có kháng sinh, nó cái chất nhất định thế là thế. Còn kháng sinh tổng hợp thì rất khoát là kháng với kháng sinh này dùng nhiều là nhỉ. Đã còn kháng sinh tự nhiên mà kháng sinh ở thảo dược thì đến nay thì tôi đã nghiên cứu đến này, con này bắt đầu từ năm 90 đến giờ tôi chưa thấy cái gì nó kháng cả. Tức là bản thân tôi, tức là phải thực tế đã, từ năm 91 đến năm 95 đã bắt đầu nghiên cứu về thảo dược rồi, và chưa thấy có ai bảo là nó kháng không dùng cái thuốc này được. Đấy là cái chắc chắn về ngoài sản xuất. Chứ còn thực sự tại sao nó lại không kháng được thì vấn đề hôm nay thì tôi không có thời gian để trả lời. Thì kháng sinh thực vật nó khác hẳn với kháng sinh tổng hợp. Kháng sinh tổng hợp là nó là tổng hợp lên, bây giờ trước là nó đầu tiên là kháng sinh lấy từ vi khuẩn ra, nhưng bây giờ người ta tổng hợp lên luôn. Đấy, tổng hợp thành kháng sinh, chính như người ta tìm cái hóa học và tất cả cái nghiên cứu người ta có thể là sản xuất ra, người ta tổng hợp nó những cái gốc gì mà quan trọng để nó khóa lại được. Cũng như là anh Tuấn anh nói dùng cái chất của anh ấy, nó phải khóa lại những cái cần thiết, những cái chỗ nào thì nó bằng tổng hợp. Và khi đã nó quen rồi, nó nhờn, thì bản thân con vi khuẩn này nó sẽ tìm cách nó chống lại cái khóa đấy của anh bằng cái tổng hợp. Nhưng kháng sinh thực vật thì nó lại khác hẳn, khác hẳn, không thể có cái dạng đó được. Chúng ta cũng nên nói là kháng sinh thực vật này có, nó tồn tại cả nghìn năm nay rồi, cả ngàn đời nay rồi, chứ không phải bây giờ mới có. Chúng ta cần phải chú ý cái chuyện đó, nên là đã dùng kháng sinh thực vật, nói chung là thực vật kể cả trên bờ dưới nước, thì đến nay thì là chưa có hiện tượng là kháng vi khuẩn. Dạ, em xin cảm ơn phần trả lời câu hỏi của thầy Tài ạ. Sau đây em xin được hỏi câu hỏi tiếp theo chuyển đến thầy. Đó là một câu hỏi từ một anh, đó là anh Nguyễn Ngọc Thạch, theo dõi qua Facebook livestream của công ty Onmis ạ. Thì câu hỏi như sau: thầy Tề có thể cho biết việc sử dụng kháng sinh trong sản xuất thủy sản trong bao lâu thì hết dư lượng của kháng sinh? Và khi sử dụng kháng sinh ở mùa vụ trước thì có ảnh hưởng gì tới những mùa vụ sau không ạ? Xin mời thầy ạ. Xin chào khán giả. Đối với kháng sinh thì chúng ta nói rồi, dùng thì trong quy trình có nói là phải dùng trước ít nhất là 1 tuần đến 2 tuần thì mới dùng lại, thì các cái nhiễm, tức là các cái chất kháng sinh nó có thể. Nhưng mà thực sự đã kháng sinh như đấy, chúng ta biết là chúng ta đã thảo luận khá nhiều và đã nói rồi, kháng sinh chúng ta đưa nhiều xuống ao có thể là ảnh hưởng bản thân những con vi khuẩn ở dưới nước, nó cũng quen với kháng sinh này. Vì chúng ta đưa ra, nếu mà cho vào thức ăn thì tôm nó ăn ngay, anh còn cho vào nước vậy này. Tôi hôm trước ở Huế cũng gọi điện cho tôi, bảo bây giờ là em dùng kháng sinh để đưa xuống ao luôn. Tôi bảo không ai có cái chuyện đó, và tôi đề nghị, đấy có bài báo của Đại học Huế, tôi đề nghị không được đăng bài này. Đấy, kháng sinh mà đưa xuống ao thì coi nó tồn, gọi là tồn tích lại tất cả cái dư lượng của nó ngay. Đấy, vì kháng sinh có cái thì nó phá hủy rất nhanh, nhưng có cái có thì nó tồn lại khá lâu. Còn thời gian bao lâu thì chúng ta chưa, nên là tốt nhất là dùng kháng sinh thì đã quy định ở trong quy trình rõ ràng là khi đã chuẩn bị thu hoạch thì trước 2 tuần là không dùng kháng sinh nữa. Thực sự là tôi cũng nói là dùng kháng sinh thì tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, khi chúng ta chưa có, mà Onmix này là một trong những công ty dám mạnh dạn đứng ra để tìm những cái thay thế kháng sinh. Đó đó mà tôi rất mừng, vì tôi với tư cách là chuyên gia về bệnh phải tìm những cái nguyên, mà tôi không phải là khen Onmix đấy, là đưa ra những cái kháng sinh này để thay thế. Kháng sinh nó không có tồn tại, nó không có tồn dư. Kháng sinh thực tự nhiên nó không có tồn dư. Đấy, vì bản thân tại sao có người hỏi điện cho tôi là từ 5 căn
Cà Mau bảo là tại sao em nuôi tôm trong trường hợp mặn chả thấy nó chết bao giờ, vì nó ăn rong tảo ở đây đây, nó có đủ loại kháng sinh, nó thích ăn lúc nào nó ăn cái gì đó. Nên là nói câu đó là câu thực tế, nhưng bây giờ để chứng minh thì ôn mít nhà phải chứng minh những chuyện đó. Đấy, nó ăn rong tảo tại sao nuôi ở trong đấy để chứng minh những chuyện đó nhá. Đồng nhân cái chuyện này tôi nói để cho mọi người hiểu được, nên đã dùng kháng sinh thì nó có quy định rồi, 2 tuần, đúng là ít nhất trước 2 tuần thì nó mới có thể thải loại. Có những kháng sinh không thải loại được đâu. Tôi biết là tôi đã nghiên cứu cái dùng kháng sinh này từ năm 2001 cho đến 2005, và tôi cùng với viện dinh dưỡng của Bộ Y tế kết hợp cùng làm, nghĩa là cũng làm coi là phải tìm xem kháng sinh nào đó. Và tôi có thể khẳng định đến bây giờ là chúng ta phải chú ý kháng sinh tổng hợp là một trong những kháng sinh rất khó thải loại được. Đấy, xin còn kháng sinh tự nhiên thì yên tâm, đến bây giờ thì chưa có ai chứng minh được đó là kháng sinh tự nhiên nó bị dạ, và nó tồn tại có hàng nghìn năm nay. Xin hết. Thế còn đã trả lời thế được chưa? Dạ em xin được cảm ơn phần trả lời câu hỏi của thầy Tề ạ, cũng như là thay mặt công ty Onmix xin được cảm ơn sự động viên của thầy Tề đối với một công ty dám đứng lên để mà hướng cho người chăn nuôi trên toàn thế giới là giảm việc sử dụng kháng sinh cũng như là dùng nhiều hơn các sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên ạ. Nguyễn Văn Duy là hiện tại đang giơ tay, thì bên ban tổ chức cũng có cho phép anh mở cái microphone lên rồi á, thì xin mời anh là mở cái mic của mình lên để đặt câu hỏi trực tiếp cho diễn giả ạ. Em xin mời anh. Vâng, xin cảm ơn các nhà khoa học. Tôi nuôi tôm thì năm nay cũng đã được 8 năm rồi. Những cái vấn đề bất cập ở trong cái môi trường, đặc biệt nhất là các cái thời tiết khác nhau, thì có những cái phần mà tôi đang thắc mắc là trong cái quần thể sinh học thì có những cái loài tảo nào nó gây ra một cái hiện tượng pH dao động lớn, đặc biệt nhất là từ tối nó có thể ở cái ngưỡng khoảng tầm dưới 80, nhưng đến cỡ khoảng tầm 10 giờ trở ra là pH nó nhảy ra tới 90, thậm chí là nó nhảy lên đến 100 luôn. Và dùng rất nhiều giải pháp, ví dụ như là cắt tảo này, rồi đưa các cái hệ đệm xuống, bao gồm ví dụ như mật dỉ đường này, thậm chí là đánh các cái liều vi sinh ngủ liều cao này, và hầu như là nó không có chuyển biến tích cực nào. Đấy. Thì cũng xin hỏi thầy Tề là cái biện pháp nào để cho giải quyết được pH như vậy? Tôi có thể trả lời thế này. Cái thứ nhất là cái tảo nó phát triển là nguyên nhân do từ đâu? Nguyên nhân do là dinh dưỡng ở trong ao quá nhiều, cho nên chúng ta nói ngành thủy sản chúng ta gọi là phú dưỡng. Quá nhiều thì tảo nó phát triển. Khi có ánh sáng là phát triển rất mạnh. Đấy, anh phải cắt cho tôi cái thức ăn thừa đi, cái thức ăn cái phân tôm đi, thì nó mới dừng được. Anh không thể có thuốc nào trị nổi nó đâu. Thì là dưới nước ao của anh phú dưỡng nó đầy đủ các cái thành phần muối dinh dưỡng cho tảo phát triển. Đấy, trước tiên là chúng ta phải, nhưng nguyên nhân chính là do thức ăn. Báo cáo thầy là cấm hẳn một tuần, dừng hẳn một tuần, không cho ăn luôn. Thay không cho ăn, nhưng mà thức ăn thừa thì nó có phải là thức ăn đâu. Tôi nói là cả phân tôm, phân cá, cả cái đáy ao, thì cái đấy nói anh là phải gì? Rút nước đáy để rửa cái nước đáy đi. Cái nước đáy của anh quá ô nhiễm. Báo cáo thầy là em đã rút toàn bộ, tức là trong một cái ao tôm nó có khoảng tầm sấp xỉ 4 tấn, mà em rút xuống cái lượng nước là nó chỉ còn độ khoảng 40cm so với cái mặt đáy trở lên. Và sau đó em tuần hoàn 100% cái diện tích nước, sau đó là cấp đủ cái nước nó vào, nước nó trong như thời điểm mới cấp nước vào ban đầu, mà pH thậm chí là nó còn nhảy lên hơn so với cả cái thời điểm trước đó. Cái thứ nhất thế này nhá, rút nước anh phải rút được nước đáy. Anh có rút nước đáy hay anh tháo trên nó cạn đi thì cái đấy là không có tác dụng, coi như không thay nước. Báo cáo thầy này. Rút nước đáy đi thì các cái chất độc nó lan lắng ở dưới đáy. Đấy là cái cách thay nước. Rồi. Đấy, báo cáo thầy là nước của em là thay nước đáy đấy. Rồi. Cái thứ hai
là khi tảo có ánh sáng mặt trời thì sẽ lấy hết khí carbonic ở trong ao và pH. Lúc đó là pH của nó là phụ thuộc vào cái khí carbonic. Đó. Mà trong nước giờ không còn khí carbonic thì pH nó phải vượt ngưỡng. Đấy là gọi là pH sinh học. Nhưng tôm của anh có chết không? Báo cáo thầy là so với cả hiện tại bây giờ tôm của em là nó có chết rải rác, nhưng mà khống chế được cái hiện tượng chết rải rác thì quay lại là tôm nó không ăn do cái pH nó quá cao. Đúng rồi, đấy chính vì thế. Thế bây giờ thế này, cái cho dĩ nhiên là chúng tôi cũng có nói có thể cho mật dị đường, tức là ủ với men với chế phẩm vi sinh. Dĩ nhiên phải tìm cái chế phẩm vi sinh nào, cái từ các anh nói là cắt tảo. Nhưng không phải chế phẩm vi sinh cắt tảo mà các anh lại đổ luôn cho mấy cái chất diệt tảo thì cái đấy không có tác dụng, mà tảo chết thì lại càng chết nữa. Tảo chết nó là coi là phải chế phẩm vi sinh, phải cắt được tảo. Cắt tảo thế là nó phân hủy luôn cái tảo đó đi, chứ không phải chế phẩm vi sinh làm tảo chết. Thực sự hai cái này là hai cái khác nhau. Tôi cũng đã ngồi rất nhiều. Xin lỗi anh ở huyện tỉnh nào nhỉ? Báo cáo thầy, em thì nuôi tôm ở Quảng Ninh, còn em sống ở Hà Nội. Không, cái đang nuôi tôm, tôi không nói. Nuôi tôm em đang Quảng Ninh, em nuôi tôm ở Quảng Ninh. À, thế là rồi, Quảng Ninh thì tôi biết rồi. Thế có những vùng gọi điện cho tôi bảo bây giờ, tất nhiên là anh bảo anh thay nước rồi, vẫn về, dừng cho ăn, vẫn cứ về. Thì ngay bản thân thì bây giờ tôi mới sinh ra cái quy trình nuôi tôm này, không có những ao thì anh có biết không? Ao lắng, ao lọc, xong anh lấy vào, chứ không phải anh lấy nước ngoài vào anh đổ vào thì ao lắng và ao lọc anh phải nghiêm chỉnh đầu tiên, xong anh cái nước thải ra anh phải đổ vào cái ao xử lý, xong rồi đấy. Ao lắng đấy, nó cực kỳ quan trọng. Còn nói anh bảo nhìn nước trong như ghi thật, đây là còn mát. Khi đo môi trường đấy, tôi hôm trước tôi vào Sóc Trăng đấy, tại đến Cù Lao Dung. Khi đo cái tôi đo mà hôm qua tôi cũng vào Nghệ An. Khi đo môi trường nên tôi bảo cái này của anh đang thừa thức ăn. Vâng. Hỏi cãi nhau với tôi đang thừa vì anh cho ăn quá nhiều. Thế thôi chứ không phải. Khi phân tích thì phải phân tích cái gì? Nhân cái chuyện này anh phải phân tích cho tôi 3 cái. À 6 cái yếu tố môi trường. Thứ nhất là nhiệt độ là anh phải đo rồi. Thứ hai là pH. Thứ ba là oxy. Thứ bốn là đi ammoniac. NH3 nhé, phải đổi ra NO2 và kiềm. Bốn cái đó phải theo dõi cho đúng theo quy trình, theo cái quy định của người ta. Nếu anh vượt thì cái nào thì là nguy hiểm cái đó. Nên nước của anh vào trong thì không, tôi không thể tin được. Cái đấy là anh nói thôi, chứ còn tôi cứ phải đo là tôi biết được. Nhưng mà anh phải làm thì dĩ nhiên anh nuôi tôm cũng khá lâu rồi, có kinh nghiệm. Nhưng có thể có những cái phần nào anh chưa làm hết cái dạng đó, nên là cái nước mà anh đổ vào nó vẫn cứ tảo phát triển, thì anh phải xem cái nước đổ vào anh đã lọc. Ta gọi cái từ chúng tôi gọi là phải lọc hoàn chỉnh, hay là nông dân nói vào đây cái gọi là lọc tinh. Thầy bảo là gọi là lọc hoàn chỉnh, chúng tôi gọi là lọc tinh. Đấy cái từ đó mà, cái mô hình này tôi đã làm thử nghiệm ở tại Thanh Hóa của VT16 rồi. Đấy, nuôi năm 2018 2019 nó tuyệt vời, nó không thể tin được cái chuyện đó. Vì khi đo là các cái môi trường và bản thân cái ông nuôi tôm là ông còn biết được. Thầy đề ơi, hôm nay nitrit nó lên cao quá. Đấy, người ta phải biết như thế. Người ta cần thì biết, vượt ngưỡng là không được. Nên anh phải tìm cho tôi 4 cái. Nhiệt độ, pH, oxy, nitrit, ammoniac và độ kiềm. Anh phải kiểm tra cái đấy. Anh bỏ nước sạch thì tôi không thể tin được nha. Dạ, cảm ơn thầy. Nếu có thể em sẽ gửi đến thầy hai câu hỏi cùng một lúc luôn. Và sau đó mình sẽ kết thúc hội thảo ngày hôm nay ạ. Thì câu hỏi đầu tiên dành cho thầy Tề, đó là câu hỏi từ anh Tung Vũ. Thầy Tề cho em hỏi là dùng kháng sinh dạng nguyên liệu hay là kháng sinh dạng thành phẩm thì sẽ hiệu quả hơn. Em xin cảm ơn. Và câu hỏi thứ hai, thầy muốn trả lời luôn hay là... Cứ đọc, em đọc cho tôi trả lời. Dạ. Câu hỏi thứ hai là đến từ anh Văn An. Kính chào thầy cùng các chuyên gia. Việc nuôi tôm thương phẩm đưa ra rất nhiều loại thuốc trộn bổ sung vào thức ăn cho tôm. Nếu khống chế môi trường tốt thì không cần trộn thuốc luôn có được không? Theo thầy thì việc trộn thuốc vào thức ăn cho tôm có thể chiếm bao nhiêu phần trăm kết quả thành công của vụ nuôi ạ? Xin chân thành cảm ơn. Em xin mời thầy ạ. Tôi có thể xin trả lời câu thứ nhất, tức là khi
dùng kháng sinh. Cái câu này mà dùng đã dùng kháng sinh cho xin lỗi đọc lại cái này quên mất rồi, dài quá. Cái câu thứ nhất. Cái câu thứ nhất đó là thầy Tề cho em hỏi là dùng kháng sinh dạng nguyên liệu hay là kháng sinh dạng thành phẩm thì hiệu quả hơn? Rồi. Thực sự thế này, nhiều người ngoài lắm, tôi thích dùng kháng sinh nguyên liệu. Thực sự này, khi người ta đã dùng, bọn tôi đã nghiên cứu kháng sinh, phải đưa vào, không phải kháng sinh, nửa hàng cũng đưa đại vào. Nguyên liệu của nó là nguyên chất, có khi 80-90%. Còn khi thành phẩm thì người ta chỉ có pha trộn là 20-30%, không ai pha quá 50% đâu. Để khi đưa vào cho động vật chẳng hạn ăn thì nó đỡ, chứ không phải cứ kháng sinh đưa vào nhiều và tốt, nên là dùng kháng sinh thành phẩm thì tốt hơn, đó là cái điều. Chứ không nên không thì các vị cứ ra mua cả thùng nguyên liệu về một trộn cho động vật thủy sản nói chung, trong khi tôm với cá gì đó, thì nói chung là người ta đã, các nhà máy sản xuất thuốc là người ta đã tính rồi là có bao nhiêu phần trăm là kháng sinh, còn lại là bao phần trăm là gọi là tá dược. Đấy, cái từ tá dược nó phải có nhiều tá dược tốt, tá dược không phải cho tôm ăn mà gây ảnh hưởng. Cái từ đó là các nhà nghiên cứu chuyên gia thuốc và chế các thành phẩm này là biết. Đó, nhiều lúc như thế, nên là tôi khuyên là dùng chế phẩm bi thuốc kháng sinh đã pha thành các cái thành phẩm khác rồi, thì còn nguyên liệu không nên được, không phải xúc. Người ta cho ăn, thí dụ tôi cho ăn bảo là mỗi một con tôm 1 ký thì chỉ có 20 mg, nhưng anh có cân được 20 mg không, hay là anh xúc một thìa vào thì nó thành mấy gram rồi, vào cho tôm ăn không khỏi bệnh mà nó chết vì kháng sinh, lại bảo thầy su dại. Tốt nhất là dùng đó. Nhưng mà những cái người mà đã chế ra cái sản phẩm đó là phải nghiêm chỉnh. Đấy là câu thứ nhất. Rồi, câu thứ hai. Câu thứ hai em xin được nhắc lại, đó là câu hỏi là việc nuôi tôm thương phẩm đưa ra rất nhiều loại thuốc trộn bổ sung vào thức ăn cho tôm. Nếu khống chế được môi trường nuôi tốt rồi thì mình có cần phải trộn thuốc luôn, mình có cần trộn cái thuốc vào không hay là không cần nữa ạ? Và theo thầy thì việc trộn thuốc vào thức ăn cho tôm có thể chiếm bao nhiêu phần trăm kết quả thành công của vụ nuôi? Tôi có thể nói này, bản thân bây giờ tôi đang ngồi ở ngay bờ ao đang nuôi tôm, tôi chả trộn cái gì, trộn có mỗi men tiêu hóa một khoáng như vậy thế thôi, có trộn cái gì đâu, nhưng tôm tôi vẫn thành công. Đấy, chứ không phải là nhiều ai nó anh đưa ra tôi xuống những trại đưa tôi một bọc bảo có tên là gì em không biết, thuốc dài nào là thuốc giải độc gan, thuốc vitamin, thuốc nọ nó kia, nhưng mà đây bản thân bây giờ tôi phải, tại sao tôi còn nói mạnh được như thế, vì tôi còn đang nuôi tôm. Tôm giờ tôi đang cỡ cái size của nó bây giờ nó khoảng 50-60 con/ký. Đấy, nuôi hôm nay mới là chưa được 90 ngày. Đấy, chưa được 90 ngày nhưng mà chỉ ăn mỗi men tiêu hóa một khoảng gì đó, ăn cái gì. Dĩ nhiên trong ao tôi là phải dùng chế phẩm vi sinh làm sạch sạch môi trường rồi, nghĩa là bón chế phẩm ngày đầu tiên, có khi là mới ươm tôm giống thì mỗi ngày bón một lần, bây giờ là 3 ngày bón một lần. Đấy, xong đến gần hết là có khi là 3 ngày là phải thay nước đáy, rút nước đáy một lần. Đấy, thì mới được. Chứ còn thì tôi cũng khuyên là cái có nói là thành công thì khó thật. Các cái sản phẩm mà anh đưa anh trộn vào nó có đảm bảo chất lượng hay không? Trả đường nào vitamin. Hôm tôi đã có lần tôi phải thử kiểm tra là kháng sinh, 30% như kiểm tra không có kháng sinh, toàn là đường gluco. Nó gần giống kháng sinh. Đấy là trộn vào, thế là các ông ăn đấy. Thế ông bảo ôi giời cho ăn ông để yên tâm rồi không sợ. Nên là cái kháng sinh này nhiều lúc mà chúng ta không phải. Mà tôi nói là nuôi tôm là, mà tôi nói trên đài truyền hình nói nhé, 3 cái: làm sạch môi trường, thứ hai cho tôm ăn thức ăn chất lượng đảm bảo, và nhớ cho tôi ăn là men tiêu hóa và khoáng vi lượng. Khoáng vi lượng ở đây không cần phải cái chuyện gì, vitamin C thì cũng có, nhưng mà vitamin C có thật hay không tôi còn đang nghi về vitamin C các cái pha đấy. Tôi bảo là chả có gì cả, nếu có dám đại cho bảo ghi thế mà làm thế thì bọn em mới kiếm được ăn. Nhưng nhiều lúc nói nên là gì,
trong khoáng vi lượng, trong trong vitamin, trong trong môi trường nó đều có đầy thành phần. Tôm của tôi vẫn tốt, tôm nuôi nước ngọt nhưng mà có thể đạt tới 35g một con, tức là chứ không phải là bảo là tôm không phải là khoe, nhưng dĩ nhiên là thành phần của tôi phải đầy đủ các thứ, chứ là không phải cứ trộn nhiều. Còn nói thành công bao nhiêu thì tôi chịu, thành công là phải do cái gì, cái chất lượng của các cái sản phẩm anh trộn. Ai mà chứng nhận những sản phẩm họ thì tôi chỉ lời khuyên thế này, anh ấy làm môi trường tốt, trộn men tiêu hóa và khoáng vi lượng, và nếu mà phòng được bệnh nữa thì trộn thêm cái ôn mix. Không phải là hôm nay nói rồi mình cứ phải khen ôn mix, bởi vì đấy là những cái khoáng. Tuy nhiên là trong quá trình nuôi tôi vẫn có thể dùng, nhiều lúc tôi cứ bảo là cứ nửa tháng một lần cho ăn tỏi giã ra, tỏi tươi chứ đừng mua cái cao tỏi nhá, cao tỏi ở Trung Quốc làm nhanh lắm. Tỏi tươi giã ra cái nửa tháng ra một lần, đấy là chưa có ôn mix. Nếu có ôn mix rồi thì thôi thay tỏi thế thôi, nó đơn giản như thế. Nhưng mà nhiều lúc mà thay sau này đơn giản thế. Nhiều người nuôi tôm mà thầy đơn giản thế, ơ thế đơn giản thế mà. Đến người cũng phải thỉnh thoảng có nhức đầu nhổ mũi cũng phải làm như tỏi, ngâm tỏi trong uống cái là hết cái gì đâu. Thì đấy, đấy là những cái mà tôi khuyên, chứ còn tôi bảo bao nhiêu thành công thì tôi không nói. Xin trả lời như thế. Dạ, em xin được thay mặt các anh chị ở đây để gửi lời cảm ơn đến thầy Tề vì phần trả lời câu hỏi của thầy.